FIFA nhận định 5 tuyển thủ nữ Việt Nam có thể tỏa sáng ở World Cup 2023. Trang chủ FIFA chỉ ra 5 cái tên nổi bật có thể tỏa sáng cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới ở Australia và New Zealand. Thủ môn Kim Thanh. Kim Thanh là thủ môn số 1 của bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Năm nay 30 tuổi, Kim Thanh đang ở giai đoạn chính nhất của sự nghiệp. Màn trình diễn thời gian qua, đặc biệt ở trận thua đội tuyển Đức 1-2 cho thấy những phẩm chất tốt nhất của thủ môn này. Việc Việt Nam tranh tài tại Australia và New Zealand có công không nhỏ bởi phong độ ấn tượng của Kim Thanh tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Tinh thần và phản xạ nhạy bén của cô gây chú ý trong suốt giải. Kim Thanh thực hiện nhiều pha cứu thua hơn bất kỳ thủ môn nào khác, FIFA viết về Kim Thanh. Tiền vệ Trần Thị Bích Thùy. Bích Thùy từng ghi một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với pha lập công vào lưới Đài Loan, Trung Quốc, để giúp đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. FIFA đánh giá Thùy Trang mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung mô tả tiền vệ này là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ. Tiền vệ Thanh Nhã. Tốc độ, sự mạnh mẽ là yếu tố giúp Thanh Nhã được đánh giá rất cao. Pha bứt tốc và ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức mới đây thể hiện tiềm năng tuyệt vời của máy chạy này. Cô ấy mới 21 tuổi và là người đi đầu trong thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam. Những pha chạy chỗ, tốc độ và kỹ năng của Thanh Nhã thường khiến hàng phòng ngự đối phương lao đao, FIFA nhận xét. Tiền đạo Huỳnh Như. Nguồn cảm hứng trên hàng công và là cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở châu Âu, Huỳnh Như tất nhiên được FIFA đánh giá cao. Liên đoàn bóng đá thế giới cho rằng Huỳnh Như là mối đe dọa cho đối phương tại World Cup nữ năm nay. Huỳnh Như là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Việt Nam, với tỷ lệ gần như một bàn một trận ở cấp độ quốc tế. Cô trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên gia nhập một câu lạc bộ chuyên nghiệp châu Âu. Trong mùa giải đầu tiên tại Bồ Đào Nha, Như ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo, FIFA thông tin về Huỳnh Như. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.